Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức đến từ các huyện, thành phố. Vừa qua, đoàn công tác của huyện Hoàng Su Phi đã có buổi kiểm tra về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tại thôn Giáp Trung, xã Thàng Tín. Đây là thôn có 51 hộ với 284 nhân khẩu, 100% là dân tộc Mông. Trước đây, việc tang ma thường kéo dài 3 ngày, một số dòng họ chưa cho người chết vào áo quan. Trong lễ tế thường mổ 5 đến 6 con bò, lợn, rất tốn kém. Từ khi triển khai thực hiện nghị quyết 27 đến nay, các gia đình dòng họ đã thực hiện không để người chết quá 48 giờ và phải đưa vào áo quan. Trong đám không giết mổ nhiều gia súc, giảm sính lễ khi tổ chức cưới, đặc biệt đến nay trong thôn không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc triển khai nghị quyết số 27 của tỉnh, Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phi mong muốn trong thời gian tới, chi bộ, ban quản lý thôn Giáp Trung cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân trong thôn hiểu rõ về mục đích và cùng nhau thực hiện việc xóa bỏ những hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu không còn phù hợp, đồng thời khôi phục những nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mông như chế tác nhạc cụ, dệt, thêu may trang phục dân tộc, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực hơn trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Vừa qua, Huyện ủy Bắc Mê đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với cán bộ quản lý và đại diện giáo viên các trường học năm 2024. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các thầy cô giáo của ngành giáo dục và đào tạo huyện Bắc Mê đã đề nghị huyện quan tâm vinh danh giáo viên trung học phổ thông có học sinh giỏi cấp tỉnh, bổ sung giáo viên theo biên chế, đầu tư sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn để đảm bảo công tác giáo dục và tỷ lệ huy động học sinh đến trường, đầu tư các phòng học bộ môn, phòng lưu trú học sinh, các công trình phụ trợ. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên cũng đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí cho cán bộ quản lý, giáo viên đi học tập kinh nghiệm, hỗ trợ cho giáo viên dạy lớp ghép của môn tiếng Anh. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Huyện ủy Bắc Mê ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của thầy cô giáo. Đồng thời đề nghị ngành giáo dục và đào tạo huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ngành giáo dục và phong trào khuyến học, khuyến tài. Lãnh đạo Huyện ủy Bắc Mê cũng đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả xã hội về vai trò của công tác giáo dục và đào tạo, triển khai kịp thời hiệu quả các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho học sinh. Sáng ngày 4 tháng 10, huyện Xín Mần đã tổ chức hội nghị giao ban các ban xây dựng đảng huyện ủy 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024. Trong 9 tháng qua, các ban xây dựng đảng huyện ủy Xín Mần đã bám sát chức năng, chương trình công tác, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng, tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tham gia có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo huyện Xín Mần đánh giá cao sự cố gắng của các ban xây dựng đảng, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó cần tập trung tuyên truyền, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên cũng cần được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả hơn. Chiều ngày 1 tháng 10, Huyện ủy Quang Bình tổ chức hội nghị tổng kết hai nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, đổi mới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong tác phong, lề lối làm việc và phòng chống tham nhũng lãng phí. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, phát biểu tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Quang Bình đề nghị các tổ chức đảng cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu quyết liệt của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, kiên quyết đấu tranh phòng chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng đảng, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy chính quyền. Mới đây, Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phi đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình là hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo năm 2024 tại thị trấn Vinh Quang.
đến thăm tặng quà ông Lùi Tiến Thành ở thôn Pố Lũng và bà Tráng Thị Hương ở thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang là hộ nghèo, hộ điển hình thoát nghèo. Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần của các hộ gia đình, đồng thời mong muốn sau khi thoát nghèo, các hộ sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn Vinh Quang tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt là các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Nhân tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và ngày vì người nghèo, lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang đã đến thăm và tặng quà cho hai gia đình tại xã Phương Thiện. Tại đây, lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố đã đến thăm hỏi và tặng quà ông Nguyễn Văn Giáp, 71 tuổi tại thôn Trăng và bà Nguyễn Thúy Bao, 67 tuổi, hộ nghèo tại thôn Tiến Thắng. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và thân nhân của các cụ cao tuổi. Thông tin thêm về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho các đối tượng người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn. Lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang mong muốn các cụ cao tuổi vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, luôn là tấm gương sáng để vận động con cháu, người thân tích cực lao động sản xuất, đóng góp công sức xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Tại huyện Vị Xuyên ngày 4 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã đi thăm tặng quà người cao tuổi, hộ nghèo tại xã Thanh Thủy, xã Thanh Đức nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và Ngày vì người nghèo 17 tháng 10. Đến thăm tặng quà cho ông Mua Tráng Thề, 67 tuổi, hộ nghèo của thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy và ông Bồn Văn Đào, 73 tuổi, người cao tuổi, hộ nghèo bị tai biến ở thôn Nậm Tà, xã Thanh Đức. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt, việc phát triển kinh tế của các đối tượng người cao tuổi, hộ nghèo. Chúc hai ông sống vui khỏe, lạc quan, là tấm gương sáng trong việc dạy bảo con cháu, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên cũng đề nghị cấp ủy chính quyền hai xã Thanh Thủy, Thanh Đức cần thường xuyên quan tâm thăm hỏi người cao tuổi, có cơ chế phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ những hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Trong các ngày từ mùng 2 đến 11 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 8 xã phường trên địa bàn thành phố Hà Giang đã thực hiện khám sơ tuyển Nghĩa vụ Quân sự năm 2025. Ngay trong sáng ngày mùng 3 tháng 10, tại trạm y tế phường Nguyễn Trãi, hơn 80 công dân đã có mặt đầy đủ để thực hiện khám sơ tuyển. Ngay từ rất sớm, công dân Đinh Hải Phong, trú tại tổ 17 phường Nguyễn Trãi, đã đến trạm y tế để đăng ký khám sơ tuyển và hoàn thành các thủ tục kê khai lý lịch. Với mong muốn được tham gia vào quân ngũ, được rèn luyện trong môi trường quân đội, nên anh Đinh Hải Phong đã viết đơn xin tình nguyện lên đường nhập ngũ. Em viết đơn xin ứng tuyển đi nhập ngũ. Hôm nay thì em đã kiểm tra xong, giữ gìn sức khỏe tốt để mấy hôm nữa đi kiểm tra một lần nữa. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch, trạm y tế phường Nguyễn Trãi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ y bác sĩ tại trạm thực hiện khám theo từng chuyên môn, đảm bảo chính xác các chỉ số về sức khỏe của công dân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tổ chức phát giấy gọi 87 công dân tham gia khám sơ tuyển. Trạm y tế cũng đã chủ động chuẩn bị những cái y dụng cụ đầy đủ để cán bộ thực hiện làm cái việc sơ tuyển cho nó thật chính xác. Ngoài ra thì cũng đã chuẩn bị những chỗ cho công dân kê khai cũng như khám về thể lực và khám về các dấu hiệu sinh tồn. Đến thời điểm hiện tại công tác sơ tuyển thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã được tuyển chọn được 87 công dân đến khám sơ tuyển và tuyển chọn những công dân đạt đủ điều kiện tiêu chuẩn để tham gia khám tuyển theo kế hoạch thành phố. Bên cạnh đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Nguyễn Trãi còn thực hiện công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, về các chế độ chính sách của công dân khi tham gia nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm tốt công tác quản lý, động viên thanh niên sơ tuyển, chuẩn bị khám tuyển cấp thành phố đảm bảo công khai, dân chủ và đúng luật. Chiều ngày 2 tháng 10, huyện đoàn Bắc Mê đã tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tổng kết công tác đoàn đội trường học năm 2023-2024, triển khai chương trình năm học 2024-2025. Công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024 đã được các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Bắc Mê tích cực triển khai thực hiện. Công tác chỉ đạo từ huyện đến cơ sở kịp thời, thông tin liên tục. Các hoạt động được tổ chức nhanh chóng, hiệu quả. Hầu hết các cơ sở đoàn đều tích cực chủ động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả nổi bật đạt được, chia sẻ những mô hình cách làm hay cũng như những khó khăn hạn chế trong công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vừa qua. Đồng thời đề nghị các cấp các ngành và cấp bộ đoàn cần đầu tư cơ sở vật chất, nguồn kinh phí sinh hoạt cho công tác đoàn, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tăng cường phổ biến luật giao thông trong trường học. Nhân dịp này, huyện đoàn Bắc Mê đã trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn đội năm học 2023-2024, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Trong quý 3 năm 2024, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vị Xuyên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo từ huyện tới xã. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong kỳ là 8.900 hồ sơ, trong đó cấp huyện là 4.600 hồ sơ, đã giải quyết đạt trên 94%, cấp xã tiếp nhận 4.200 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đạt 99%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ đã đi vào nền nếp, tỷ lệ văn bản điện tử phát hành đạt 100% trừ văn bản mật. Công tác chuyển đổi số được triển khai tích cực, bảo đảm hiệu ứng lan tỏa đến nhiều ngành lĩnh vực. Các phòng ban đơn vị các xã trấn đã quan tâm triển khai có hiệu quả các nội dung của công tác cải cách hành chính, đội ngũ công chức viên chức từng bước nâng cao cả về nhận thức và kỹ năng. Trong quý 4 năm 2024, huyện Vị Xuyên sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác cải cách hành chính, chỉ đạo tốt việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân tổ chức đảm bảo minh bạch, kịp thời, chính xác, tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ công chức tại các cơ quan đơn vị, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông hỗ trợ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 4 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoàng Su Phi phối hợp với Công an huyện tổ chức tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho hơn 100 hội viên, chi hội trưởng phụ nữ các xã thị trấn huyện Hoàng Su Phi. Buổi tập huấn được chia làm 2 phần, phần lý thuyết chung và phần thực hành chữa cháy. Tại phần lý thuyết, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện đã cung cấp những kiến thức cơ bản về cháy nổ, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan. Các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn yếu tố phát sinh và hình thành đám cháy, cách thức bảo quản, sử dụng các loại bình cháy xách tay và phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở, một số kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, sơ cứu người bị nạn trong đám cháy nổ. Thực hành một số nội dung như cách kiểm tra và sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị tại cơ sở, thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định, cách xử lý đám cháy và cách thoát nạn khi xảy ra cháy nổ. Với những kiến thức thu được sẽ góp phần nâng cao ý thức trong đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, từ đó giúp hội viên phụ nữ làm tốt nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại gia đình và địa phương. Thực hiện phong trào ngày thứ bảy chung sức xây dựng nông thôn mới, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mèo Vạc phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Niêm Sơn triển khai giúp nhân dân làm đường bê tông nông thôn. Thôn Bản Tồng có 125 hộ với 554 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đường hẹp và dốc. Tại buổi ra quân, lãnh đạo, công chức, viên chức, các ngành, đoàn thể của huyện và xã, các lực lượng vũ trang cùng đông đảo bà con nhân dân tham gia đổ bê tông tuyến đường dân sinh rộng hơn 1 mét, dài khoảng 200 mét. Trong đó, toàn bộ vật liệu làm đường như xi măng, cát, đá là do nhân dân trong thôn tự đóng góp với số tiền hơn 30 triệu đồng. Sau một buổi tích cực thi công, tuyến đường đã hoàn thành đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân. Được thành lập cách đây 3 năm, Hợp tác xã Nông sản Mơi Hạnh, huyện Xín Mần có 7 xã viên với vốn điều lệ trên 1 tỷ đồng. Năm 2023, Hợp tác xã đã liên kết với công ty Misaki Bắc Cạn thu mua gần 600 tấn củ cải tươi phục vụ cho xuất khẩu với tổng giá trị gần 1,2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí cũng đem lại cho Hợp tác xã nguồn thu gần 600 triệu đồng. Ngày xưa ấy thì mình tham gia trồng các loại cây trồng này không phải lên luống, nó sẽ cho năng suất thấp hơn. Còn khi tham gia hợp tác xã thì được các anh chị hướng dẫn về kỹ thuật trồng, em làm theo hướng dẫn là làm từng bước theo kỹ thuật thì năng suất nữa sẽ đạt hơn so với trước đây ạ. Với gần 20 hectare đất canh tác được quy tụ từ các thành viên thì đây chính là tiềm năng rất lớn để Hợp tác xã Nông sản Mơi Hạnh tiếp tục thực hiện các dự án liên kết. Theo đó, trong năm 2024, Hợp tác xã đã liên kết với doanh nghiệp trồng 4 hectare gừng trầu, 7 hectare củ cải, tổng giá trị liên kết khoảng trên 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Hợp tác xã còn liên kết với công ty Hoàng gia Hà Nội bao tiêu các sản phẩm nông sản sạch là rau ngắn ngày như bắp cải, su hào, cải cây lè, súp lơ cho người nông dân. Trong năm 2024 này thì Hợp tác xã thử nghiệm 4 ha gừng thì cảm thấy đó phù hợp với khí hậu và hồ nhưỡng ở trên này. Thì đối với gừng châu thì
thì là năng suất thì cũng hiệu quả, và năng suất về đầu ra thì bên Misaki đó cũng bao tiêu sản phẩm. Với sự đồng hành của doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ về giống, phân bón và quy trình chăm sóc sẽ góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, từng bước hình thành chuỗi liên kết bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho xã viên. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.